da mỏng yếu, nổi mao mạch, sử dụng sản phẩm bông da sẽ dẫn đến tình trạng hỏng da. Đó là những nơi trung tâm khác nha. Nhưng khi đến với Nguyễn Trân, tất cả các chị em và các bạn mình sẽ sở hữu được những phương pháp và những cái quy trình được sử dụng với một cái công thức hoàn toàn từ những dòng sản phẩm thảo dược. Đây là trên tay của Nguyễn Trân, đây là trong những cái dòng sản phẩm rất là an toàn, lành tính, được chiết xuất hoàn toàn từ những cái thành phần thảo dược thiên nhiên, giúp cho làn da phục hồi từ sâu bên trong. Với những cái kỹ thuật và cái phương pháp của Nguyễn Trân đưa đến với tất cả các quý khách hàng và các chị em mình bằng những cái công nghệ rất là tuyệt vời. Đó là chị em mình chỉ cần bôi thoa tại nhà theo sự hướng dẫn của em Trân. Và những cái phương pháp nào mang lại những hiệu quả đó? Đầu tiên em Trân sẽ chia sẻ đến tất cả các chị em mình, đó là phương pháp hỗ trợ loại bỏ những cái tế bào không cần thiết trên bề mặt da, giúp da tăng sinh biểu bì, lại còn phục hồi đi kèm, phục hồi từ sâu bên trong, giúp cho làn da chị em mình trở nên săn chắc, dày và khỏe hơn. Thì lúc này tất cả các chị em mình không lo lắng về vấn đề da bông bị mỏng yếu nha. Đó, thì chị em nào mình quan tâm về những cái phương pháp và kỹ thuật đối với dòng sản phẩm của Jody Phương Anh thì nhớ là liên hệ ngay cho em Trân để sở hữu ngay những cái phác đồ và sản phẩm này nhé.